Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin giao thông an toàn của VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Theo thống kê, đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 19 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra xử lý 4.741 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, mưa lũ tiếp tục gây ra những thiệt hại nặng nề đối với giao thông ở các tỉnh miền Trung. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt. Tại Hà Tĩnh, quốc lộ 15 qua địa bàn huyện Hương Khê nối từ thành phố Hà Tĩnh đi lên đường Hồ Chí Minh, mặt đường bê tông nhựa bị sình lún, rạn nứt chiều dài khoảng 20m. Trong đó, chiều dài 3m mặt đường bị nứt vỡ, nước dưới mặt đường phun lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của các phương tiện trên tuyến. Quảng Ngãi là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông do đợt mưa lũ những ngày qua. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là các huyện miền núi sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông, nhiều cây cầu bị trôi gây cô lập, tắc nghẽn giao thông cho hàng trăm hộ dân. Còn tại Khánh Hòa, nhiều điểm trên đèo Khánh Lê dọc quốc lộ 27 qua huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bị sạt lở, hàng trăm tấn đất đá cùng cây rừng đổ tràn xuống, chắn ngang mặt đường, chính quyền địa phương phải đặt cảnh báo nguy hiểm và huy động máy xúc đào dọn dẹp. Vào sáng ngày 4 tháng 11, do mưa lũ kéo dài, đường Hùng Vương ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định bị ngập sâu hơn nửa mét. Hàng trăm người dân đã chọn cách đi trên đường ray xe lửa một cách liều lĩnh và nguy hiểm. Khi tàu lửa lao đến, họ cuống cuồng giạt ra hai bên, ngã nhào. Rất may tàu đi chậm nên không xảy ra tai nạn. Theo nhiều người dân, dù biết là nguy hiểm nhưng đường phố ngập nên họ đành phải làm liều. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bố trí lực lượng cấm người dân chạy trên đường ray tàu hỏa. Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây chia cắt cô lập hàng nghìn hộ dân ở thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Vĩnh Thạnh. Hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học và gần 15.000 công nhân không thể đến nơi làm việc. Giá xăng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt lại tiếp tục tăng lần thứ 6 vào 15 giờ chiều ngày hôm nay. Dù lần này mức tăng nhẹ nhưng người tiêu dùng cũng đang phải mua xăng RON 92 với mức tối đa là 16.892 đồng một lít. Giá xăng RON 92 chỉ tăng nhẹ 47 đồng một lít lên mức tối đa là 16.892 đồng một lít. Giá xăng sinh học E5 cũng tăng 43 đồng một lít lên mức tối đa là 16.576 đồng một lít. Các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa không tăng, giữ ổn định. Riêng dầu ma rút được điều chỉnh giảm 5 đồng trên 1 kg xuống 10.060 đồng 1 kg. Trong nửa tháng qua, giá xăng thành phẩm RON 92 tại thị trường Singapore trung bình xấp xỉ 60,2 đô la Mỹ một thùng, tăng chưa tới 0,2 đô la Mỹ một thùng so với mức bình quân của kỳ điều hành trước. Còn tính từ đầu năm nay, giá xăng trong nước đã tăng 11 lần và 8 lần giảm. Toyota Việt Nam vừa ra thông báo thực hiện chiến dịch triệu hồi 20 xe Lexus RX350 và RX200 tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí hành khách. Toàn bộ số xe thuộc diện triệu hồi đều được sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 11 năm 2015 đến ngày 13 tháng 6 năm 2016. Trong đó bao gồm 17 chiếc RX350 và 3 chiếc RX Turbo 200T. Trên các xe nằm trong giải ảnh hưởng, đĩa chặn trong cụm bơm túi khí có thể được hàn lắp ráp không đúng cách, dẫn đến màng đĩa bị nứt bởi tác dụng của khí nén bên trong cụm bơm, làm khí thoát ra ngoài, gây phồng cục bộ túi khí hành khách phía trước. Việc gây phồng cục bộ này có thể làm giảm chức năng bảo vệ hành khách của túi khí khi túi khí nổ. Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 3 tháng 11, đơn vị này đã bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. 7 phương tiện thủy gồm 4 tàu hút xăng mặn, 3 tàu chở hàng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép bị bắt tại km 201 sông Hồng, thuộc địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 8 tàu khác bị bắt tại khu vực huyện Đan Phượng, trong đó có nhiều tàu không biển số, không đăng ký. Những tàu này thường hoạt động vào ban đêm vắng vẻ để không bị phát hiện. Cảnh sát đường thủy đã phân công các đơn vị trực thuộc tuần tra, mật phục xử lý các điểm, tụ điểm khai thác tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là cát trái phép và vi phạm khác trên địa bàn. Nước Anh sẽ phải đối mặt với khoản hỗ trợ thuế xuất khẩu ô tô khổng lồ sau Brexit. Đó là nhận định mà các chuyên gia phân tích của hãng tin Reuters vừa đưa ra vào ngày hôm nay, 4 tháng 11.
Theo đó, nếu nước Anh không thể đạt được những thỏa thuận thương mại tự do với EU, thì các nhà sản xuất ô tô Anh có thể phải chịu thuế xuất khẩu là 10%, mức thuế mà EU đánh vào mặt hàng ô tô nhập khẩu từ các quốc gia ngoài khối này. Theo kết quả nghiên cứu của hãng tin Reuters, chi phí tiền lương của 8 nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất tại Anh bao gồm Nissan, Jaguar Land Rover, Toyota, Bentley, Mini, Rolls-Royce, Aston Martin và Honda trung bình chiếm 7,5 tổng chi phí vận hành và 7,7% doanh thu. Như vậy, các khoản thuế mà các hãng sản xuất ô tô ở nước Anh phải chịu khi xuất khẩu sang EU chiếm 10% doanh thu sẽ vượt cả con số tiền lương chi trả cho lao động của các công ty này. Theo ước đoán của Reuters, kim ngạch xuất khẩu ô tô của Anh sang thị trường EU lên đến hơn 10 tỷ bảng Anh vào năm 2015, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ở nước Anh. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất ô tô ở nước này sẽ phải chịu thêm một khoản thuế hơn 1 tỷ bảng Anh nếu kịch bản Brexit cứng diễn ra. Nổi bật giữa khu vực rộng rãi và đông người qua lại tại quảng trường Valero ở trung tâm thành phố Jerusalem là 4 cây đèn đường hình bông hoa màu đỏ. Không chỉ đơn thuần là những cây đèn đường có tác dụng chiếu sáng khi đêm về, mà 4 bông hoa này còn có thể tự động nở ra và tạo bóng mát cho người đi đường. Công trình độc đáo này mang tên Weather do kiến trúc sư người Israel thiết kế. Mỗi cây đèn đường hình bông hoa có chiều cao 9 mét và khi xòe ra, tán mỗi bông hoa rộng đến 9 mét. Bên trong cành hoa được lắp đặt hệ thống cảm biến, vì vậy vào ban ngày, khi có người nghỉ chân, nó sẽ tự động mở cánh hoa tạo bóng mát. Khi không có người, bông hoa sẽ xếp lại để tiết kiệm không gian. Những cây đèn đường bông hoa này còn được lắp đặt thiết bị cảm ứng kết nối với các xe điện trong khu vực. Mỗi khi xe điện gần đến, cả 4 bông hoa sẽ nở ra cùng lúc và nhấp nháy đèn báo hiệu, giúp mọi người vừa có bóng mát chờ xe, vừa có thể dễ dàng chuẩn bị để có thể kịp đón xe. Khi đêm về, hệ thống cảm biến này sẽ tạm ngừng hoạt động, mà thay vào đó, bông hoa sẽ luôn nở ra và hệ thống chiếu sáng trong nhụy hoa được khởi động để cung cấp ánh sáng cho quảng trường. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sau tối mùng 3 tháng 11, hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ quận 1 sang quận 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được phong tỏa để hàng trăm người sẽ diễn tập cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, thời gian đóng cửa bắt đầu từ 20 giờ tối mùng 5 tháng 11 kéo dài đến sáng hôm sau. Một nửa hầm ở hướng ngược lại vẫn cho phép lưu thông. Cuộc diễn tập thường niên này bao gồm nhiều lực lượng nhằm chủ động đối phó khi có sự cố, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất hỗ trợ miễn phí trong vòng 1 tháng đối với các tuyến xe buýt mới, thời gian bắt đầu từ ngày khai trương và kéo dài trong vòng 30 ngày. Có 5 tuyến buýt được áp dụng trợ giá, gồm tuyến số 5, tuyến số 7, tuyến số 8, tuyến số 11, tuyến số 12. 5 tuyến buýt trợ giá sắp đưa vào khai thác tại Đà Nẵng có thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Giá vé dự kiến sau khi hết đợt miễn phí 5.000 đồng một khách một tuyến, 90.000 đồng một khách một tháng. Các đối tượng ưu tiên như người tàn tật, thương binh, lão thành cách mạng, học sinh sinh viên được giảm từ 50% đến 100% giá vé. Theo thiết kế, công trình đường lăn số 1 sân bay quốc tế Cam Ranh được xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước và do Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Theo đại diện chủ đầu tư, bên cạnh nguyên nhân thời tiết không thuận lợi, thì tình trạng thiếu vốn khiến các nhà đầu tư phải thi công cầm chừng. Theo đại diện nhà thầu là Cienco 4, đơn vị hiện đã ứng trước 200 tỷ để huy động máy móc, nhưng chủ đầu tư mới tạm ứng 50 tỷ. Nếu không được bố trí vốn thì việc đảm bảo tiến độ công trình sẽ rất khó khả thi. 86.000 vé máy bay giá chỉ từ 68.000 đồng một chặng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu, Hà Nội, Quảng Châu và Đà Nẵng, Đài Bắc được Jetstar Pacific mở bán bắt đầu từ 11 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11 năm 2016, cho đến khi vé được bán hết. Vé do hệ thống máy tính tự động phân phối tại trang web www.jetstar.com áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2016.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Những tuyến đường sạch đẹp nhưng chỉ sau một đêm đã bị biến thành điểm tập kết phế thải xây dựng, ngổn ngang trên mặt đường và gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đang là hiện tượng rất đáng lo ngại do tình trạng đổ trộm phế thải gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nếu không sớm có những giải pháp ngăn chặn kịp thời, chắc chắn nhiều tuyến đường trên địa bàn sẽ sớm bị ngập phế thải xây dựng. Ghi nhận của VTC 14 tại địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Tuyến đường này do Cenco 5 Len quản lý và đi qua địa bàn xã Cự Khê. Những ngày gần đây, dọc tuyến xuất hiện hàng loạt các điểm đổ trộm phế thải xây dựng. Phế thải đổ ngập xuống ruộng, thậm chí là tràn ra ngoài mặt đường. Ông Phạm Xuân Thủy, 75 tuổi, xã Cự Khê, khẳng định hơn một tháng trở lại đây, hiện tượng đổ trộm phế thải ngày càng nhiều hơn. Đường giao thông mà nói là cũng liên tục xảy ra tai nạn ở cái đoạn đường của Cự Khê này, là tất cả đều ảnh hưởng đến đường giao thông, ảnh hưởng đi lại các thứ ở đây, gây này đổ bậy bạ này là cản trở đường, vật cản thì ô tô nó đi luôn vướng không được, cho người đi tránh nhau các thứ, là đâm ra là xảy ra tai nạn. Mà ở xã này khi con đường này xây dựng lên đã chết hơn chục người rồi, do ô tô đâm, đấy cái hậu họa của nó đấy. Khảo sát dọc tuyến đường, VTC 14 phát hiện ít nhất có khoảng 6 điểm đổ phế thải xây dựng. Nhiều khu vực, dấu đất đá đổ trộm vẫn còn mới nguyên. Một số điểm, phế thải đổ cao tới 3 mét và lấn ra toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ. Đề nghị như vậy là các cái biện pháp phòng ngừa như thế để không được đổ bậy các thứ đến đây, ảnh hưởng đến ruộng, rồi đến mương máng, đến đời sống của dân, rồi ảnh hưởng đến môi trường. Hiện nay là cái đường này là do cái là không chưa có cái các cái cơ quan chức năng quản lý, cho nên hiện nay là cái đường này là hiện tượng do cái vi phạm cái đổ đất bừa bãi, cho nên là cái tai nạn giao thông là thường xuyên xảy ra trên cái tuyến đường này. Hiện nay là rất là nhiều trường hợp hiện nay là bị tai nạn giao thông mà chết người. Đổ trộm phế thải diễn ra tràn lan, nhưng công an huyện Thanh Oai trong một tháng qua chỉ xử lý được 3 trường hợp với 21 triệu tiền phạt vì các đối tượng vi phạm hoạt động bất kể giờ giấc nào. Qua cái việc sự việc thì các cái người vi phạm người ta có khai nhận là một là cái nơi đổ, nơi tập kết các cái rác, một là rác xử lý trong các công trình, thứ hai rác thải là nó hiện nay là đang quá tải và cũng không có nhiều cái địa điểm để được phép được đổ. Cái thứ hai là cái tâm lý của cái người vận chuyển ấy, là người ta cũng lợi dụng một việc đấy để người ta tăng thêm cái thu nhập, và cho nên là những cái người bản thân cái người nhân viên đấy, người ta tự ý người ta vận chuyển một cái chuyến nào đấy để đổ làm san lấp mặt bằng, san lấp cái khu vực nào cho một người dân, cho nên là nó có tình trạng như thế. Việc xử phạt đổ trộm phế thải xây dựng thực ra chỉ là giải pháp ngăn chặn trước mắt, về lâu dài buộc phải có các điểm tập kết, trung chuyển phế thải hợp lý. Nếu không, từ nội thành đến ngoại thành, thì người dân thủ đô cũng sẽ phải sống chung với phế thải khắp nơi. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của VTC 14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.